chia bàn tỏ xôm cả nạ cam cá về đầm lấy nâng bài khả nà rì tì bì tìm xôm bàn chân bài khả nà rì tì bì cư lục sợi đuông thò vi ván nê dạc cạp nì dụ bà tập bạch cổng hôn vi ván khẩn xa thịnh xôm mà cổng bạch đạch côn nụ thuê ra nụ thuê ra tình ơ hay nâng xôm cổng đào ạch nằm lục chùm tiêu lục ọc nhà lục lục sợi bồn bồn nâng bòn tình ơ đại ban anh chơi một nơi thứ ngày ni nơi tí ni hay nên nhóm miền dịch đây rì rì sao mà nói đại ban khơi nhẹ đại ban khơi chấm nái pê về lia đầm miền đầm lấy đầm bay một chui quan tro nơi dương đại ban khơi ni có chia phep chỉ nhẹ đặt nò môi đài pro than nơi pê đại dương chơi mau bị té sầm ra chật rõ thang ngay dân trâu tay phương ca sầm ra chất chỉ riêng rõ thang ngay nông tùng bơ ở bầy mùi cớp sạc mà phiếp tăng ọ chân ngay nít nhóm phá đào tà lứa phiếp chỉ nẹ đặc nóm cứ đặc nóm khuôn ảnh đặc nóm miên phí cứ mùi cứ đặc nóm đại khuôn ảnh cứ ọt miên chầm nón chương ọt miên thai thổ ba nay thai chầm nón chương đặc nóm nẹ đặc tay cứ kê ao chầm nón chương mà dừng chẳng bà sân chỉ dương đặc nom luôn anh bàn lò hỏi tớp ai dương đặc nom nè đặt tay bàn lò hai nơi khăn nút hai đầu vây mà nẹ ta bong ôn được ngọc nia lục nẹ được ngọc nia nẹ na khla đại cật tha luôn dương chia nẹ đặc nom xong chui mình ta lực đáy bà sân chỉ cật tha chỉ nẹ đặc nom hay cho nẹ na khla đai mình cật tha luôn mình men chỉ nẹ đặc nòm, chà xong ở cồn, chẳng ngờ khi nhắm cho con ở trong ao nẹ đặc nòm kia, triệt thả dương tiếng ở kia, cứ chỉ nẹ đặc nòm nấu pe để miên đầm hàm, nấu pe để dương miên đầm hàm chanh châu nắng, cứ dương chỉ nẹ đặc nòm hai cướp lấm láng dương trời đẹp nhẹ láng hay nắng phơ vậy mùi, đầm bấy chân châm chỉ bất đầm bấy rùa nơi bàn tò tiên chỉ riêng rót ngày. Chà. Hết ấy cho dân vậy mà bình thường hết ấy ban chia mà nuôi mà nẹ trong ban đôi khi dân cả mà nó lơ lộc ní cả trong ban đôi khi trong ban phiệp rì rì trong ban sẽ đầy sấp trong ban sẽ đầy ngọc trong ban phiệp rồng rường miền bàn tờ cha tờ chồng vấn tài hai đầu vây ban miên nẹt kha tư ruột miên nẹt kha tư mình ruột chẳng nhóm còn tại ao ở tì hò muối rồi bọc nhóm đại nhóm thứ hai ban cầm nát thác nhóm ban chột chảy ở tì hò cao bị năm pi pon đập bảy nẹt đại ban score nhóm khơi thà nhóm miên tụng ngôn thọ thông mình chẳng á nẹ na class có nhóm nơi chân năm bị bọn đập bay rư cả môn nắng xong lực đẩy dạ còn hai ca nó nhóm miên tụng ngôn đo tại hốc sập buôn kỳ lô gram tụng ngôn nâng cầm buộc nhóm ạc si chẳng vạc nha tê chẳng đại xa tại ca dương chia miệt đá nơi bê đã cho lòng lấy câu muối ca tụng ngôn tịch cũng ngôn tịch nơi bê núp nhóm bàn tăng chất đặt nhà chật tha nhóm trời tài sầm rọ tụng ngôn nhóm ai mà nơi tụng ngôn nơi vây chùm tung rồi bỏ nhóm vinh nơi vây đại nhóm mà phê chiên cho nam môn hình chân nhóm ăn thưa ca tăng chật hình chân ở vây cái đây môn nâng phê đại dương trời nhóm chân trở lập tới ạ thần ấy này ca đắc nòm bằng ca nơi phạt giá ca bằng ca nơi cô đại rồi bà dương ta dương chẳng phơ ấy chỉ ở bậc bậc cấp dương chẳng khai tới chia nẻ nà hai cái mà dương tới cho từng ngôn chẳng nhom xua luôn anh nơi sầm nua tiền ở nâng nhom tha bà sân chỉ nhom mình cho từng ngôn tế nhom mình ai miên ở vậy tiền ở rùa tha sau gặp hiệp cứ chia cả ta chầm bong rồi bọc nhom chẳng nhom ai đầm lại tới lơ sau gặp hiệp nhom trời tại sầm ra chất bình cho từng ngón khi nhóm riêng trong cam bị thí tiền ơ ní hời đại kỳ hai tha chia ca
អភិវឌ្ឍខ្លួនឯងអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងគឺដើម្បីឲ្យខ្លួនយើងលូតលាស់យើងកើតមកសំបីតែញ៉ាំបាយញ៉ាំទឹកញ៉ាំទឹកខ្លួនឯងដាក់ចូលមាត់ក៏ធ្វើអត់បានដែរអញ្ចឹងយើងសិតតែរៀនសូត្រទាំងអស់អញ្ចឹងយើងត្រូវមានកតារៀនសូត្ររបស់យើងហើយយើងត្រូវដឹងថាតើយើងរៀនតាមរបៀបណាត្រូវធ្វើបែបណាដើម្បីឲ្យយើងនឹងបានជោគជ័យសម្រេចនៅគោលដៅដែលយើងចង់បានអញ្ចឹងខ្ញុំមានរៀបចំជាគោលដៅរបស់ខ្ញុំមានទាំងអស់8ចំណុចដែលយើងត្រូវធ្វើមួយជំហានម្ដងមួយជំហានម្ដងហើយនៅពេលនោះវានឹងផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងមនុស្សយើងដែលកើតមកហ្នឹងមាន4នៅសារៈសំខាន់4ផ្នែកដែលសំខាន់គឺផ្នែកផ្លូវចិត្តផ្លូវកាយផ្លូវអារម្មណ៍ហើយនិងផ្លូវវិញ្ញាណអញ្ចឹងវាមាន4ចំណែកហ្នឹងអញ្ចឹង4ចំណែកហ្នឹងនៅពេលដែលយើងអភិវឌ្ឍកន្លែងណាមួយហើយគឺកន្លែងផ្សេងទៀតក៏វាអភិវឌ្ឍដែរវាផ្លាស់ប្ដូរទៅនឹងតាមគ្នាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងអភិវឌ្ឍផ្លូវចិត្តគឺតាក់ទងនឹងខួរក្បាលនៅពេលដែលយើងអភិវឌ្ឍផ្លូវកាយគឺតាក់ទងនឹងសុខភាពដូចជារូបរាងខ្ញុំអញ្ចឹងធាត់ពីមុនមកស្គមវិញនេះគឺអភិវឌ្ឍផ្លូវចិត្តហើយផ្លូវអារម្មណ៍គឺយើងត្រូវអភិវឌ្ឍតាមបែបណាអញ្ចឹងវាមានក្បួនច្រើនដែលត្រូវធ្វើការអភិវឌ្ឍតាមផ្លូវអារម្មណ៍វាមានក្បួនខុសៗគ្នាដើម្បីជួយយើងឲ្យបានជោគជ័យហើយមួយចំណែកទៀតគឺអភិវឌ្ឍផ្លូវវិញ្ញាណព្រោះយើងកើតមកតាមព្រះពុទ្ធសាសនាថាយើងមានជាតិមុនជាតិក្រោយអញ្ចឹងយើងមានវិញ្ញាណមុនពេលនឹងយើងមកចាប់កំណើតនៅក្នុងពោះម្ដាយយើងហ្នឹងមិនដឹងថាជាតិមុនហ្នឹងយើងនៅកន្លែងណាទេអញ្ចឹងយើងមានវិញ្ញាណហ្នឹងគឺជាភាពសេចក្តីស្រឡាញ់ចិត្តមេត្តាធម៌ទង្វើល្អចិត្តល្អដែលយើងចង់ជួយអ្នកដទៃមនុស្សយើងតាមការស្វែងយល់ពីបទរបស់ខ្ញុំពីបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំនឹងការរៀនសូត្រខ្ញុំយល់ថាមនុស្សដែលសប្បាយចិត្តជាងគេគឺមនុស្សដែលជួយគេបានច្រើនជួយដែលអត់មានគិតពីសំណងដូចយើងចិញ្ចឹមកូនរបស់យើងចឹងអ្នកណាខ្លះដែលធ្លាប់មានកូនអ្នកណាខ្លះដែលជាម្ដាយឬក៏ជាឪពុកសូមលើកដៃចា៎អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងទៀមទាសំណងគឺយើងធ្វើទៅអត់បានសប្បាយចិត្តទេហើយនេះគឺជាការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងរបស់ខ្ញុំលោកស្រីអស់ហ្មងចា៎សូមអរគុណសូមអរព្រះគុណតាមបីមួយតំណភាពក៏